dây cò bóp dài 2,5 m, đồng hồ đo ampe, máy 20 phép, bên trong của máy nó sẽ thêm, dự kiến sẽ thêm một cái quạt ở đây đang tản nhiệt cho cái biến áp cho nó mát nhé. Đó rồi mà nó nhắm ra đi chạy lại ở dưới thôi đó. Muốn hả? Muốn gì? Mình chết hết chết chạy xuống dưới ở đây không rồi. Ha ha ha!